thân phục vụ. Mẹ cất tiếng chào mừng, mừng chị em tràn đầy ơn Chúa. Gió ăn trong già mẹ nhảy mừng vui khi nghe tiếng mẹ chào. Xin cho con cũng biết ra đi, đi ra khỏi cuộc sống ích kỷ, để lưu tâm đến với tha nhân mà yêu thương phục vụ chân lý. Trao trọn cả mang sáng, dẫu biết con phận vội mà Ngài luôn yêu con mãi chẳng rời. Tâm đến với tha nhân mà yêu thương phục vụ cha.